Và em kính thưa cô Lan, kính thưa cô Hương, kính thưa các thầy cô, các đồng nghiệp. Em có thời gian là 25 phút, bây giờ là 10 giờ 10 để trao đổi chủ đề liên quan đến cái vaccine trong quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì nội dung cái bài trình bày sẽ có 3 cái vấn đề. Thứ nhất là đặt câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải tiêm vaccine cho bệnh nhân COPD. Thì đối với các bệnh mãn tính nói chung, trong đó đặc biệt là các bệnh hô hấp mãn tính ấy, thì cái việc chúng ta quản lý, chúng ta giảm tiếp xúc, tránh tiếp xúc với các cái gọi là yếu tố nguy cơ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng khói bụi hoặc thuốc lá chẳng hạn, chúng ta cần phải tránh. Thứ hai nữa là chúng ta làm thế nào để kiểm soát các đợt cấp bằng các biện pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Và cái thứ ba nữa là để kiểm soát đợt cấp thì một trong những cái nguyên nhân gây ra đợt cấp đó là tình trạng nhiễm trùng, còn trong đó có nhiễm virus và nhiễm vi khuẩn. Và có cách nào để chúng ta có thể giải quyết được cái nhóm những cái nhóm đợt cấp do nhiễm trùng, virus và vi khuẩn. Thế thì các cái căn nguyên gây ra cái đợt cấp ấy, thì đứng hàng đầu chúng ta sẽ thấy là căn nguyên về nhiễm trùng. Và nếu tính nhiễm trùng ấy, thì ở bệnh nhân hen cũng như bệnh nhân COPD thì là thuộc cái đối tượng là có yếu tố nguy cơ cao. Và nhiễm trùng do virus ấy, thì nó có thể nó là cái căn nguyên của xấp xỉ khoảng độ có khi đến trên 60% các trường hợp. Sau đó thì nó có thể nó có thêm các cái bộ nhiễm hoặc là nhiễm vi khuẩn ngay từ đầu, thì cái tỷ lệ nó cũng dao động từ khoảng 25-80% tùy theo từng nghiên cứu. Vậy thì chúng ta kiểm soát cái nhóm mà nguy cơ gây đợt cấp như thế nào bằng các vaccine, thì đấy là vai trò của cái việc mà chúng ta chủng ngừa các cái vaccine. Khuyến cáo của Gold làm thế nào để chúng ta có thể tiêm vaccine cho bệnh nhân COPD? Thì chúng ta biết rằng là có tất cả là có 5 cái điểm chính trong cái khuyến cáo của Gold. Điểm thứ nhất đó là tiêm vaccine phòng cúm được khuyến cáo cho các bệnh nhân COPD và mức độ D, mức độ bằng chứng B. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, cái điểm thứ hai là của Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ thì khuyến cáo tiêm vaccine COVID cho các trường hợp bệnh nhân COPD. Đây là khuyến cáo mức độ bằng chứng B. Và CDC thì khuyến cáo, CDC Hoa Kỳ thì khuyến cáo là chúng ta tiêm cái liều đầu là vaccine 20 giá của phế cầu, tái tổ hợp 20 giá PCV20, hoặc là một cái liều vaccine PCV15. Sau đó thì sẽ tiêm nhắc lại một cái liều PCV23 để mà phòng ngừa cái nhiễm phế cầu cho bệnh nhân COPD. Ở đây là mức độ bằng chứng B. Và vaccine phòng phế cầu thì đã được chứng minh là làm giảm các cái tần suất xuất hiện cái viêm phổi mắc phải cộng đồng cũng như là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở bệnh nhân COPD. CDC Hoa Kỳ thì cũng đưa ra khuyến cáo và Gold đưa vào trong cái hướng dẫn. Đó là gì ạ? Đó là việc chúng ta tiêm vaccine Tdap để làm sao mà phòng ngừa cái nhiễm ho gà ở bệnh nhân COPD. Những người mà trước đây chưa từng được tiêm cái vaccine phòng ho gà mức độ bằng chứng B, cũng như là tiêm vaccine phòng Jonah để mà các trường hợp bệnh nhân COPD trên 50 tuổi. Đấy là khuyến cáo của Gold cập nhật. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm từng các cái vaccine một xem là chúng ta khuyến cáo như thế nào. Đầu tiên thì khuyến cáo chủng ngừa vaccine COVID cho bệnh nhân có các bệnh hô hấp mãn tính nói chung. Chúng ta đã trả giá bằng cái giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta rất sợ, rất ngại tiêm cho những người có yếu tố bệnh nền. Và chính vì vậy mà tháng 8 năm 2021 thì Bộ Y tế đã phải ra một công văn hỏa tốc và yêu cầu các bệnh viện cần phải ưu tiên tiêm cho những nhóm bệnh nhân mà người cao tuổi và người có yếu tố bệnh nền. Các cái bệnh nền có nguy cơ tăng nặng khi nhiễm COVID-19 cần được phải khuyến cáo được phải tiêm ngừa sớm cho bệnh nhân. Trong đó chúng ta thấy có rất nhiều bệnh từ ung thư rồi bệnh thận mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, bệnh phổi mô kẽ, xơ nang tăng áp phổi, rất nhiều loại bệnh khác nhau, rồi đái tháo đường, thì bệnh lý tim mạch, rồi đột quỵ não, rồi bệnh gan, rồi béo phì, sa sút trí tuệ. Nói tóm lại là những người mà có bệnh lý nền, đặc biệt là những người có bệnh lý hô hấp mãn tính, thì chúng ta cần phải ưu tiên tiêm sớm. Và các nghiên cứu thì chứng minh rằng là khi chúng ta tiêm đủ 2 liều vaccine COVID thì nó sẽ giúp ngăn ngừa cái tình trạng bệnh nhân nhiễm COVID-19 có triệu chứng, tức là kể cả có nhiễm đi chăng nữa thì mức độ nó rất nhẹ thôi, mà cái tỷ lệ mà đạt được cái hiệu quả như vậy nó xấp xỉ khoảng 90% sau khi chúng ta tiêm 2 liều.
Thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Đã tiêm đủ 2 liều rồi. Nhưng có cần phải booster thêm cái liều tiếp theo hay không? Thì các nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng là đặc biệt là có các biến chủng mới, các cái của Omicron ấy, thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các cái biến chủng tiếp theo. Vậy chúng ta tiêm cái liều booster cho bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không? Thì các nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta mà tiếp tục tiêm các cái mũi booster cho bệnh nhân thêm các cái liều bổ sung ấy, liều 3, liều 4 ấy, thì nó sẽ giúp làm tăng cường cái khả năng mà ngăn ngừa các biến chứng nặng, giảm nguy cơ nhập viện, giảm tỷ lệ tử vong do các cái biến chủng khác nhau của Omicron và đạt được cái tỷ lệ là trên 85%, tương đương giữa tất cả các loại vaccine với nhau đã được đưa vào nghiên cứu từ AstraZeneca, từ Pfizer, Moderna rồi các loại vaccine phòng COVID nói chung. Cái việc mà chúng ta tiêm mix vaccine, tức là liều 1, liều 2 ta tiêm AZ chẳng hạn, liều 3, liều 4 ta tiêm Pfizer rồi vân vân, hay là chúng ta tiêm cùng một loại, thì các nghiên cứu đều trong thời ta thấy rằng là gì ạ? Cái việc mà ngăn ngừa các cái nhiễm này, diễn biến nặng và tử vong, nó tương tự như cái cách mà chúng ta thấy là gì ạ? Tiêm cùng một loại hoặc là tiêm mix các loại vaccine khác nhau. Mặc dù tiêm vaccine như vậy nhưng cũng có những cái đối tượng mà chúng ta thấy là không bảo vệ được cho họ. Ví dụ như cũng có trường hợp là phản vệ rất nặng, cho nên là gì ạ? Người ta không thể nào tiêm, không ai dám tiêm vaccine nữa, chẳng hạn, thì chúng ta làm như thế nào? Hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư máu, bệnh nhân bị gì ạ? Ung thư phải truyền hóa chất, bệnh nhân có ghép tạng, bệnh nhân gọi là lọc máu chu kỳ, bệnh nhân đang điều trị các cái thuốc ức chế miễn dịch, hoặc là cơ địa bệnh nhân đã suy giảm miễn dịch rồi chẳng hạn, thì cái việc chúng ta tiêm vaccine nó có thể nó không tạo ra được những kháng thể chủ động. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là liệu có giải pháp nào cho cái nhóm bệnh nhân mà không thể tiêm được vaccine, hoặc là tiêm nhưng mà nó không đạt được hiệu quả khi mà người ta đang dùng các cái loại thuốc ức chế miễn dịch, hoặc là gì ạ? Bệnh nhân dị ứng này, rồi bệnh nhân làm việc trong cái môi trường có yếu tố nguy cơ cao, virus có thể lây lan nhanh chóng, những người có yếu tố nguy cơ tiến triển nặng, thì chúng ta có cái giải pháp nào không? Thì chúng ta thấy rằng là cái việc tiêm vaccine nó sẽ tạo ra miễn dịch chủ động. Thế còn nếu trong trường hợp người ta không tiêm được vaccine vì lý do nào đó, hoặc là gì ạ? Hoặc là bệnh nhân có tiêm vaccine đi chăng nữa nhưng vì cái cơ địa của người ta bị suy giảm miễn dịch, bị ung thư, đang điều trị hóa chất chẳng hạn, hoặc là gì ạ? Lọc máu, thì cái khả năng đáp ứng miễn dịch, tạo ra miễn dịch chủ động không có, thì chúng ta có thể áp dụng cái miễn dịch thụ động, tức là chúng ta sẽ truyền hoặc cung cấp kháng thể đã có sẵn đối với kháng nguyên đặc hiệu cho một cái loại bệnh nào đó. Cái này thì lúc mà COVID-19 diễn ra, lúc đấy ta chưa có vaccine ấy, những trường hợp mà diễn biến nặng, đặc biệt là chủng Delta ấy, thì thành viên Hội đồng Quốc gia cũng đã nghĩ đến cái chuyện là lấy máu của những trường hợp bệnh nhân COVID-19 đã khỏi, sau đó thì làm sao lọc để lấy huyết tương để truyền lại cho những người mà gì ạ, đang mắc COVID diễn biến nặng, để làm sao hy vọng là có cái kháng thể đó để có thể là trung hòa virus cũng như là điều trị để tránh các cái nguy cơ diễn biến nặng. Và với cái việc mà chúng ta thấy là gì ạ, truyền cái kháng thể như vậy thì nó tạo được miễn dịch tức thì, có thời gian bảo vệ nhất định và có thể là diễn ra một cách tự nhiên, tức là gì ạ, ví dụ như kháng thể từ mẹ truyền sang con chẳng hạn, hoặc là chúng ta lấy máu của một cái người mà ví dụ như, hoặc đấy là có thể là chúng ta gì ạ, tự nhiên, hoặc là chúng ta có thể là gì, là tổng hợp để mà có thể tạo ra cái miễn dịch. Và đấy là cái vai trò của kháng thể đơn dòng. Thì các thầy cô hình dung là đối với kháng thể thì đây là cái thành phần, cái antibody là cái thành phần quan trọng trong đáp ứng miễn dịch của vật chủ đối với lại các cái căn nguyên do virus và vi khuẩn. Kháng thể đơn dòng tức là monoclonal antibody thì các thầy cô thấy rằng là gì ạ, được tổng hợp và gì ạ, nó sẽ tạo ra được cái khả năng trung hòa đối với các căn nguyên gây ra cái tình trạng nhiễm trùng. Và đấy là cơ sở, là tiềm năng của cái liệu pháp bộ đôi kháng thể đơn dòng. Nó có thể có tác dụng kéo dài trong dự phòng cũng như điều trị COVID-19. Cái này thì có hai cái kháng thể đơn dòng đã được nghiên cứu và nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nó sẽ giúp cho dự phòng cũng như điều trị. Và với cái bộ đôi kháng thể đơn dòng như thế này thì chúng ta thấy rằng là nếu như cái khả năng trung hòa mà nó gì ạ, dưới 10.000 thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả là gì ạ, dự phòng và điều trị. Còn lại nếu trên 10.000 cái đơn vị đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ, nó sẽ không đạt được cái khả năng dự phòng cũng như là điều trị.
đối với tất cả các biến chủng. Ở đây chúng ta thấy gì, từ cái biến chủng cổ điển là Victoria đến BA1, BA11, BA2, 3, 4, 5 thì chúng ta cũng thấy rằng là đối với cái bộ đôi kháng thể đơn dòng là Tisa và Singa thì đều đạt được cái hiệu quả là trung hòa các virus. Do vậy mà đối với COVID-19 thì cái việc tiêm mũi booster, mũi 3, mũi 4 đối với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính nói chung là chúng ta khuyến cáo là nên tiêm. Thứ hai, trong trường hợp mà bệnh nhân chống chỉ định tiêm vaccine hoặc là có các suy giảm miễn dịch, không thể tiêm, không thể đạt được miễn dịch như mong muốn, và trong một số trường hợp chúng ta có thể dùng các cái kháng thể đơn dòng để điều trị cho những trường hợp bệnh nhân này. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo liên quan đến cúm thì các thầy cô hình dung đó là gì ạ? Đây là cái gánh nặng bệnh tật rất lớn ở những trường hợp bệnh nhân COPD cũng như bệnh nhân hen, và là nguy cơ cao tăng cái số lần đợt cấp cũng như là xuất hiện các biến chứng, tăng cái tỷ lệ nhập viện, và trong cái đợt cấp nhập viện thì có thể làm tăng cái tử vong. Cái nghiên cứu này ở Thái Lan thì trên các bệnh nhân COPD chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi mà so sánh giữa cái nhóm mà trước mỗi cái mùa cúm mà người ta được tiêm đấy, thì nếu như chúng ta tiêm cái vaccine phòng cúm ở bệnh nhân COPD thì chúng ta sẽ giúp làm giảm được khoảng 35% cái tỷ lệ mà bệnh nhân xuất hiện các cái biến cố về viêm phổi, và giảm xấp xỉ là gì ạ? 38, gần 40% tỷ lệ xuất hiện đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Các nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau ấy, thì đều cho đưa ra được các cái kết luận liên quan đến việc chúng ta cần phải tiêm vaccine phòng cúm cho các bệnh trường hợp bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, từ nghiên cứu tại Nhật Bản, rồi UK, rồi Đài Loan, rồi Tây Ban Nha thì đều đưa ra các khuyến cáo hướng dẫn là chúng ta cần phải tiêm. Và đã được GOL cũng như là Bộ Y tế Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam khuyến cáo là chúng ta cần tiêm nhắc lại cúm mỗi năm một lần. Và trong cái bối cảnh của đại dịch COVID-19 có thể nó khó khăn. Cái đoạn này là cái đoạn trước khi mà chúng ta bị gọi là giãn cách xã hội hoặc lockdown xã hội thì chúng ta không thể đi tiêm được. Nhưng cái việc mà bệnh nhân đi tiêm vaccine phòng cúm nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tốt hơn. Chuyển sang nội dung tiếp theo liên quan đến phế cầu thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Là cái căn nguyên chính gây ra cái các cái trường hợp viêm phổi. Thế và là cái căn nguyên mà có thể làm ra cái tình trạng mà đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và thực tế cho chúng ta thấy rằng là bệnh nhân mắc bệnh hô hấp mãn tính nói chung thì có nguy cơ mắc viêm phổi do phế cầu là cao hơn các đối tượng khác. Chúng ta thấy cái cột cuối cùng ấy, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà mắc phế cầu, viêm phổi do phế cầu cao hơn gấp 7 lần, trên 7 lần so với các cái nhóm đối tượng khác. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thì chúng ta tiêm vaccine phòng được thì chúng ta sẽ giảm được các nguy cơ. Cái nghiên cứu này thì người ta cũng thấy rằng là khi chúng ta tiêm ngừa phế cầu thì có thể làm giảm cái tần suất đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta tiêm cả hai, cả cúm và phế cầu thì nó có tốt hơn không? Thì chúng ta thấy rằng là trong nghiên cứu này thì chúng ta tiêm chỉ riêng vaccine cúm thì sẽ giảm được khoảng 26% cái đợt cấp so với lại cái nhóm mà chúng ta gì ạ? Nếu chúng ta tiêm thêm cả cúm và phế cầu thì nó sẽ giúp làm giảm các cái nguy cơ mà mắc đợt cấp cũng như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, do cúm hoặc là do phế cầu là tốt hơn. Các khuyến cáo, ví dụ khuyến cáo của CDC, khuyến cáo của GOL, khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, của Tổng hội Y học Việt Nam thì cũng đưa ra cái hướng dẫn chúng ta cần tiêm vaccine phế cầu cho bệnh nhân COPD. Chúng ta có thể là gì ạ? Tiêm mỗi 5 năm một lần, hoặc là tiêm theo hướng dẫn của GOL, tức là gì ạ? Chúng ta tiêm liều đầu với cái PCV là 20, 15, sau đó thì chúng ta nhắc lại một cái liều là gì ạ? 23, tức là tái tổ hợp và đa giá, 23 giá. Một cái vaccine tiếp theo đó là ho gà. Tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến nhóm bệnh lý này? Thì các thầy cô biết rằng là thường đã được tiêm vaccine trước đó trong cái vaccine mà gì ạ? Bạch hầu, ho gà, uốn ván tiêm cho trẻ em. Thế tuy nhiên là gì ạ? Chúng ta cần phải nắm rõ thêm với cái nhiễm trùng do Bordetella pertussis thì nó sẽ dẫn đến những cái triệu chứng rồi gây ra các cái trường hợp biến chứng. Và khi mà những trường hợp mà vì lý do nào đó mà không được tiêm, hoặc là gì ạ? Có tiêm rồi nhưng mà đến khi tuổi lớn tuổi ấy, là cái kháng thể bảo vệ nó sụt giảm và nó không bảo vệ được ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó sẽ gây ra những cái đợt cấp hoặc là làm cho tình trạng bệnh nhân nặng hơn. Ở bệnh nhân COPD thì chúng ta thấy rằng là
nó sẽ là một trong nguyên nhân làm tăng cái nguy cơ bị nhiễm ho gà lên gấp hơn 3,6 lần. Thế và khi mà bệnh nhân có bệnh nền SUBD và nhiễm ho gà thì nó sẽ làm tăng các cái gánh nặng bệnh tật. Ở đây nó sẽ làm tăng các cái triệu chứng, rồi tăng nguy cơ đợt cấp, rồi tăng các chi phí điều trị và thậm chí là trong đợt cấp và bệnh nhân đối mặt các cái nguy cơ gây tử vong do tình trạng là khó thở, suy hô hấp. Và bệnh nhân khi mà bị nhiễm ho gà thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Tăng các cái chi phí điều trị, tăng số đợt phải đi khám cấp cứu rồi đến cấp cứu tại các cái cơ sở y tế. Điều này đã được chứng minh qua các nghiên cứu về chi phí điều trị cũng như là những cái gánh nặng bệnh tật khác. Và chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là đã có những các cái hiệp hội uy tín trên thế giới đưa ra khuyến cáo. CDC Hoa Kỳ thì khuyến cáo tiêm và phòng vaccine, một liều vaccine ho gà cho người lớn mắc COPD. Của khuyến cáo của Gold ý, thì vaccine Tdap là một trong vaccine được Gold khuyến cáo để tiêm cho bệnh nhân COPD. Khuyến cáo của Tây Ban Nha thì hướng dẫn là gì ạ? Cần phải tiêm nhắc lại cái liều vaccine ho gà cho người lớn mắc COPD. Và Hội học dự phòng Việt Nam cũng như là hướng dẫn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính năm 2021 thì cũng đưa ra cái hướng dẫn là chúng ta cần phải tiêm cái mũi vaccine ho gà cho bệnh nhân COPD nếu như trước đây bệnh nhân chưa được tiêm. Vậy thì quay trở lại, chúng ta sẽ thấy rằng là đấy là những cái hướng dẫn, cái khuyến cáo, những cái lợi điểm khi chúng ta tiêm vaccine cho bệnh nhân COPD. Làm thế nào để chúng ta có thể triển khai được? Chúng ta đã thấy được những cái lợi ích trong cái việc mà chúng ta có thể giúp bảo vệ, cũng làm giảm các nguy cơ mắc, rồi giảm cái diễn biến nặng, giảm tử vong đối với các bệnh nhiễm trùng nói chung do cả virus và vi khuẩn. Và cái việc tiêm vaccine thì làm giảm cái đợt cấp, giảm các cái triệu chứng nặng, tránh cái tình trạng phải nặng lên, phải nhập viện, phải đi khám cấp cứu, thậm chí là gì ạ? Là phải diễn biến nặng, phải nằm ở ICU và đội thêm các cái chi phí điều trị. Thì chúng ta cần phải tiêm vaccine. Và chúng ta triển khai như thế nào? Thì tại Bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng tôi có làm các cái công việc và có các cái đội nhóm để có thể là kết nối với nhau. Đó là tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới thì triển khai cái việc tiêm vaccine. Ở đây thì có rất nhiều các loại vaccine khác nhau. Giai đoạn này thì vaccine COVID thì Bệnh viện Bạch Mai không triển khai tiến hành tiêm. Còn lại các giai đoạn trước đó thì Bệnh viện Bạch Mai tiến hành tiêm vaccine COVID-19. Thậm chí là bệnh nhân có bệnh nền nằm tại trung tâm hô hấp không di chuyển được thì cán bộ tiêm chủng sẽ đến tận đấy ạ, tận trung tâm hô hấp để tiêm tại giường cho bệnh nhân. Vì nếu chúng ta không tiêm thì về nhà là bệnh nhân không, y tế cơ sở không tiêm, rồi tuyến bệnh viện ở tuyến dưới không tiêm và cuối cùng là bệnh nhân bị bỏ sót. Đấy là cái nơi mà sẽ diễn ra tiêm chủng. Thế còn lại thì các cái nguồn bệnh nhân từ đâu thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Từ cái phòng khám tư vấn quản lý ngoại trú, khi bệnh nhân đến cái lịch người ta phải tiêm ấy, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn và gửi bệnh nhân sang đơn vị tiêm chủng. Từ khoa khám bệnh, những trường hợp bệnh nhân đến khám vãng lai chúng ta sẽ cho như vậy. Những trường hợp mà bệnh nhân nằm nội trú mà chưa được tiêm thì chúng tôi kinh nghiệm triển khai đó là gì ạ? Là khi ra viện ấy, là chúng tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân là đi tiêm vaccine luôn khi mà bệnh nhân xuất viện, trong cái ngày xuất viện đó. Và chúng ta cần phải phối hợp giữa gì ạ? Giữa các nhóm đội, giữa các cái chuyên khoa khác nhau để mà có thể triển khai hiệu quả. Và cũng rất mong các thầy cô, các đồng nghiệp tại các bệnh viện chúng ta cần phải quan tâm đến lĩnh vực này. Và với cái việc mà chúng ta dự phòng tốt thì chúng ta sẽ giảm các nguy cơ về biến chứng. Tiếp theo thì liên quan đến cái nội dung của bài trình bày này thì xin phép có một số điểm kết luận như sau. Điểm thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta tiêm ngừa các vaccine phòng chống các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp nói chung đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý bệnh nhân COPD trong các cái bệnh lý bệnh hô hấp mãn tính. Nó sẽ giúp làm giảm cái tỷ lệ mà mắc các cái bệnh truyền nhiễm, giảm các đợt cấp, giảm tỷ lệ tử vong và giảm cái áp lực trên hệ thống y tế, đặc biệt là trong cái bối cảnh của đại dịch COVID-19. Các vaccine được khuyến cáo để chủng ngừa cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp mãn tính, trong đó có bệnh nhân COPD, bao gồm có vaccine COVID-19, vaccine cúm, vaccine phế cầu và vaccine ho gà. Và chúng ta cần phải thực hiện một cách đồng bộ và phối hợp giữa các chuyên khoa khác nhau để làm sao có thể triển khai hiệu quả được nội dung này. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô chủ tọa đoàn và quý vị đã chú ý lắng nghe.